Xin chào cả nhà đang theo dõi kênh của nha khoa Anna. Ngày hôm nay Anna muốn chia sẻ với cả nhà một chủ đề, đó là niềng răng theo độ tuổi nào là tốt nhất. Câu hỏi này rất là nhiều phụ huynh quan tâm, đúng không ạ? Trong giai đoạn mà ở trong cái xã hội đang phát triển, cũng như là các bạn nhỏ cũng đang có một sự thay đổi về răng miệng. Nhưng thực tế ra thì tất cả các trẻ trong giai đoạn mà phát triển về hình niên từ 12 đến 16 tuổi là cái giai đoạn vàng để bắt đầu trong giai đoạn niềng răng, tại vì giai đoạn đó sẽ giúp cho các trẻ sẽ nhanh chóng là dịch chuyển những vị trí, trở thành sắp xếp ngay ngắn lại trong cái hàm răng của mình hơn, và giúp cho các bạn có một cái thời gian nó gọi là ngắn lại cái tiến độ niềng răng hơn, giúp cho các bạn có thể có được một nụ cười nhanh chóng hơn. Và thường á thì các bạn trẻ là sẽ không quan tâm cái nụ cười của mình đâu ạ. Rồi như ba mẹ hãy quan tâm và giúp cho các bé là các bé vệ sinh răng miệng thật là tốt nè, kiểm tra định kỳ như sử dụng chỉ nha khoa. Những cái tốt như vậy, bắt đầu giai đoạn như vậy, thói quen như vậy sẽ giúp cho các bạn có được một cái hàm răng nó tự tin hơn. Đó là cái bí quyết mà anh em muốn chia sẻ cho cả nhà của mình, để có thể phụ huynh có thể lắng nghe con và đưa con đến với nha khoa gần nhất để kiểm tra răng định kỳ trong vòng 6 tháng. Dạ, xin chào ạ.